Đây không phải là chương trình âm nhạc đường phố. Đây là một hoạt động do sinh viên khoa nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Văn Lang biểu diễn trong ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp Open Day 2022. Từ 7 giờ sáng, hơn 1.000 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Trường Đại học Văn Lang để tham gia các hoạt động trong chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp Open Day. Trước tiên thì trường thay mặt cho trường phổ thông trung học Võ Văn Kiệt rất là cảm ơn Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức cho một cái ngày hội để cho các em khối 12 của trường có một ngày trải nghiệm. Trước khi mà các bạn tập trung để đi thì các bạn rất là hào hứng, các bạn rất là muốn nhanh, chỉ một nốt nhạc thôi là mình sẽ đến được Trường Đại học Văn Lang. Trên xe thì các bạn cũng rất là vui, các bạn nói văn lang rất là dễ thương. Khi mà đến trường thì các con nhìn thấy khung cảnh đầu tiên, trước tiên là cái khung cảnh ở ngoài thì các con đã rất là thích rồi. Rồi khi mà vào, các con được các em sinh viên ở trường Văn Lang giới thiệu cho các bạn đi đến từng ngành nghề. Open Day là ngày hội được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các bạn học sinh tìm hiểu môi trường, phương pháp học tập, nghiên cứu ở bậc đại học cũng như cuộc sống sinh viên. Mục đích của cái ngày hội Open Day của trường Đại học Văn Lang thì ngoài để đem cho hình ảnh của Văn Lang, các em đến với Văn Lang để tham quan cơ sở vật chất, để trải nghiệm cái không gian học tập, trải nghiệm những cái cơ sở vật chất của nhà trường mà các em đã theo dõi trên các brochure, các thông tin báo chí và website. Thì chính của vấn đề liên quan đến cái tổ chức ngày hội này thì chúng tôi mong muốn rằng tạo các cái chuyên đề để các em là định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn. Ví dụ như các em muốn vào một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề nào đó thì với cái chuyên đề chúng tôi đưa ra thì các em thấy có phù hợp với bản thân, phù hợp với gia đình, phù hợp với điều kiện xã hội vân vân và những yếu tố khác để các em có định hướng rõ ràng hơn và chọn cái ngành nghề mình một cách phù hợp hơn. Thì với nhà trường Đại học Văn Lang thì chúng tôi có cam kết với xã hội, cam kết với các trường phổ thông. Thì trong quá trình giáo dục đào tạo, trường phổ thông có nhiệm vụ giáo dục, trường Đại học Văn Lang có nhiệm vụ đào tạo. Dù có đến trường Đại học Văn, các em đến với ngày hội Open Day, dù có đến trường Đại học Văn Lang hay không đến trường Đại học Văn Lang, thì đây là một trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội trong vấn đề định hướng nghề nghiệp cho các em đi đúng đắn hơn và chọn một cái ngành nghề của mình phù hợp hơn. Thì khi mà trải nghiệm về cơ sở vật chất, trải nghiệm các cái chuyên đề mà các em đã chọn lựa, thì các em thấy rõ hơn cái ngành mình học là học cái gì, ra trường làm ở đâu và có tạo điều kiện như thế nào trong quá trình học tập tại trường. Đó là mục đích chính của nhà trường Đại học Văn Lang. Thì đây xem như một cái cam kết của trường Đại học Văn Lang đối với trách nhiệm đối với xã hội trong vấn đề định hướng nghề nghiệp cho học sinh tất cả các trường phổ thông. Với phương châm học tập thông qua trải nghiệm, các bạn học sinh trung học phổ thông tham gia ngày hội được tìm hiểu trải nghiệm trực tiếp các ngành nghề đào tạo của trường Đại học Văn Lang thông qua 40 chuyên đề hướng nghiệp như sản xuất trà thực dưỡng, sữa chua dinh dưỡng, mặt nạ, trải nghiệm làm bartender, trải nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng điện ảnh và truyền hình, con đường của bạn, PR, sân chơi cho Gen Z. Ngoài ra, các bạn học sinh trung học phổ thông còn được tham dự các lớp học trau dồi kỹ năng mềm như kỹ năng vượt qua bài thi IELTS, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Thì đến với buổi sáng ngày hôm nay thì em đã biết rõ hơn là PR và marketing khác nhau như thế nào và mình đã học thêm được nhiều bài học để mình có thể tự tin hơn và có nhiều kỹ năng hơn để đứng trước đám đông và mình cũng hiểu được thêm sâu thêm về ngành truyền thông. Bên cạnh các lớp học chuyên đề, các bạn học sinh còn được tìm hiểu thông tin về các ngành học mình yêu thích tại Văn Lang thông qua gian tư vấn của các khoa, viện đào tạo của trường. Các bạn học sinh được thầy cô tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp, tìm hiểu chương trình học, các hoạt động sinh viên tại Văn Lang. Học sinh tham gia được trải nghiệm các mô hình, sản phẩm của các khoa đã chuẩn bị từ trước. Em đến đây để tìm hiểu về ngành học thanh nhạc và trước đó thì em cũng đã tìm hiểu sơ nét về ngành thanh nhạc ở trường mình rồi và em thấy trường mình có những cái câu lạc bộ này kia về thanh nhạc rất là nổi tiếng cũng như là chuyên nghiệp, cho nên là em khi mà đến trường này thì cái ngành em theo đó chính là thanh nhạc. Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được hòa mình vào không khí sôi động của sinh viên Văn Lang như tham gia các hoạt động nhảy cover K-pop, giao lưu văn nghệ, làm quen với các anh chị sinh viên. Thì khi tham gia chương trình này thì mình chỉ mong muốn là
các chương trình này sẽ tổ chức nhiều hơn nữa và quy mô lớn hơn nữa để làm sao giúp được các em định hướng được nghề nghiệp và chọn đúng ngành nghề, đúng sở thích và đúng năng lực của các em.